Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng, con. Dù vừa mới qua sinh nở, thế nhưng người mẫu Bianca, vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng, đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, khoe eo thon, chân dài thẳng tắp. Tranh thủ V-League 2023 đang tạm nghỉ để U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32, các cầu thủ đã trở về với gia đình, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng nhân dịp này đưa vợ con và người thân đi du lịch. Trên trang cá nhân, vợ tây của nam cầu thủ, người mẫu Bianca Zakhidova đã tích cực khoe những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên chồng con và những thành viên trong gia đình. Có thể thấy, dù vừa mới sinh con đầu lòng chưa được bao lâu, thế nhưng Bianca đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng như ban đầu. Cô nàng trăm diện bikini khoe hình thể nóng bỏng, đặc biệt là đôi chân dài miên man. Hai vợ chồng Bùi Tiến Dũng không ngần ngại đăng những bức ảnh tình tứ lên mạng xã hội, dân tình cũng phải đỏ mặt khi xem ảnh của cặp đôi. Đáng nói, vợ mẫu Tây còn nhắn gửi một lời cực tình cảm bằng tiếng Việt đến cho chồng, đó là yêu anh. Được biết, Bianca hiểu tiếng Việt nhưng vẫn chưa thể dùng tiếng Việt để giao tiếp, thế nên lời nhắn gửi tuy ngắn gọn mà ẩn sâu trong nó là rất nhiều tâm tư của cô nàng. Trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng này, vợ chồng Tiến Dũng, Bianca còn đưa theo cậu con trai được 6 tháng tuổi đi chơi cùng. Đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi mà cả gia đình được vui vẻ bên nhau trước khi bận bịu với công việc riêng.